đây trình diện xin chỉ thị. Yên Quê, nghe này, bọn phần tử khủng bố này yêu cầu chính phủ Nhật Bản phóng thích thủ lĩnh sứ quân đang bị ở trong tù, bằng không thì họ sẽ giết bộ trưởng tài chính và con tin. Có tài liệu gì của bọn họ không? Có, mời qua đây. Đây là cảnh xảy ra 15 vụ trước đây. Bọn nó lợi dụng con tin làm vách tường, chúng ta rất khó mà tấn công nhập. Bọn chúng nó rất xảo quyệt. Cô cầm lấy đi. Chúng nó rất cần đến một y sĩ để đi vào đó cấp cứu trong kẻ giao cùng. Đứng im. Qua bên kia. Tôi đến đây cứu bệnh nhân, sao lại rờ mó tôi như vậy? Vậy tôi không khám đâu. Đấy. Ông không xong rồi, mà tới đây tiếp tôi. Mà tôi giúp một tay đi. Qua đây. Qua đây mau đi. Em Quê, chạy mau. Không sao chứ? À, không sao đâu. Giờ sao đừng có làm nhiệm vụ này nữa, có biết chưa? Anh không muốn bị mất đi một người bạn gái như em. Đại hội tổng kết biểu dương lập công ban thưởng, bây giờ bắt đầu. Chúc mừng cô, tiếp tục cố gắng. Tặng cho em nè. Không à. Cảm không chị. Tưởng đây đi. Kiến Quỳ tới chơi kìa. Kiến Quỳ tới thăm con đó. Anh Phong, tặng cho em nè. Cảm ơn. Hai đứa đi dạo phố đi. Dạ bye bye gì. À, đi. Bạn của em từ Hồng Kông về đây là hàng Âu Châu. Anh thích không? Ừ, rất đẹp. Mở cho anh coi coi. À được. Có đẹp không? Ừ, rất đẹp. Em cũng có một món đồ muốn tặng cho anh. Gì đó? Nè.
Cảm ơn lần trước anh đã giúp em. Dù tụi mình không có gì phải cảm ơn chứ. Anh coi nè, đây là huân chương vinh dự tối cao của công an chúng em. Có tăng tiền lương không? Không có. Tiền thưởng? Cũng không. Vậy thì tệ quá. Em vào sinh ra tử, cuối cùng chỉ được huân chương thôi. Hồi trước anh làm lính ở Việt Nam, cấp trên chỉ hạ lệnh kêu anh dẫn bộ đội đi liều mạng. Đến sau cùng không được gì hết, anh với bạn của anh chạy sang Trung Quốc. Anh ở lại đây làm bảo an, bây giờ lại làm đội trưởng. Mỗi tháng chỉ được có mấy trăm đồng. Anh có một người bạn đi Hồng Kông, chỉ trong mấy năm đã làm được rất nhiều thành tích. Cơ duyên của mỗi người đều khác nhau. Cũng như là em đang làm công an, tuy là không thể sống trong cuộc đời xa xí, nhưng mà cũng có rất nhiều phúc lợi, là có thể ra sức lực vì nước nhà, phục vụ cho nhân dân. Anh không có phúc lợi, anh chỉ muốn phát tài. Em quay à, anh có chuyện muốn thương lượng với em. Là chuyện gì đó? Anh muốn đi xuống Hồng Kông học làm thương mại với bạn của anh hồi trước. Chờ khi kiếm được nhiều tiền rồi, anh sẽ về kết hôn với em. Anh Phong. Uầy, chiến hữu anh hồi trước đó, Hà Cử. Chào cô. Chào anh. Anh Phong thường ở trước mặt tôi hay nhắc tới cô. Hộ chiếu và vé đã giải quyết rồi. À, ok. Tôi đi về nha, ngày mai tôi tới trước anh. Cũng được. Bye bye. Bye bye. Chuyện này anh đã quyết định rồi, cần gì phải thương lượng với em. Em quê à? Em quê. Em nghe nói nè, ở Hồng Kông. Nè, em Mỹ à, kiếm ai nữa vậy? Có phải là Tiểu Long không? Nói cái gì, người ta coi tụi ba nuôi cũng chưa tới thôi. Ê, mới nhắc tới rồi. Mỹ. Ôi, ba nuôi. Đây. Sinh nhật vui vẻ, tặng cho con đây. Cảm ơn ba nuôi. Ba nuôi à, lát nữa con cũng có quà tặng cho ba. Ngoan quá. Chú Tiêu. Sinh nhật vui vẻ. Tất cả vô chơi đi. Tại sao anh đến trễ quá vậy? Anh có một vụ cần theo dõi. Không phải tại Tiểu Long đâu, tại ba quên lấy lễ vật cho nên mới tới trễ đó. Em Mỹ, sinh nhật vui vẻ. Wow, đẹp quá. Còn có cái này nữa. Vậy mới phải. Giúp đi, giúp đi. Cảm ơn. Đi, vô đây. Được, đây đi. Đi. Được. Làm mật thám đâu có đến đúng giờ được. Rất có nhiều việc xảy ra bất ngờ cần phải làm mà. Còn phải có chuẩn bị về tư tưởng đó. Anh của con cũng làm về mật thám, về thời gian con cũng biết mà. Wow, các người mang đến đây coi nè, quà thì lại đẹp quá. Tại sao lại có chìa khóa vậy ba?
Nè, con đã khôn lớn rồi, sau này có chuyện gì tự giải quyết lấy đó. Đâu phải vậy, là em Mỹ tự quyết định đó. Anh nè, hôm nay sinh nhật của em còn nói xấu em. Xin lỗi. Mỹ à, em thích hay không? Wow. Dùng cách nào đây, thì lại đẹp quá. Uê, nhận lễ vật người ta nhiều như vậy, không biết đáp lễ là sao? Nè, chỉ còn một cái là đỏ mặt, không biết cả thân có đỏ hết đây là không. Em Mỹ à, qua bên kia anh dạy em dùng thế nào nha. Đánh ra. Nè, đến vậy em chưa? Cái nút ở đây nè, bấm nó xuống. Ngó thấy rồi. Thấy chưa? Phải, cái này là cái gì? Nè, nếu em bấm ở đây á, cái máy này sẽ đưa lên chiếc xe hơi kia. Được như vậy hả? Phải rồi. Anh Phong. Anh Tuyền, chờ quen bay tỉnh, chờ bút phu được thấy rõ. Chú ý, đừng tới trễ nha. Nếu chúng tôi tới trễ, anh có chạy chúng tôi không? Chờ gặp nhau. Làm ơn. Hệ thống phòng ngừa trộm cướp này là của công ty chúng tôi. Tất cả đều do máy vi tính khống chế. Nếu chạm tới hệ thống báo động thì sở cảnh sát sẽ thu nhận được cảnh ở hiện trường. Và trong vòng 1 phút thì cảnh sát sẽ tới ngay. Có hệ thống giám sát như vậy sẽ tăng thêm phần bảo đảm. Mời hãy dựa qua bên này. Đi. Ủa, sao các người tới sớm như vậy? Tụi tôi còn chưa có tan sở. Giám đốc của đồ. Ông còn đang nhóm họp, các anh kiếm ông có chuyện gì? Nhà anh vô trống không được đâu. Xin các đơn vị chú ý, số 30 đường Cảng Loạn xảy ra vụ đánh cướp. Có 4 người đàn ông mặc đồng phục màu trắng, giống như là công nhân, có cầm vũ khí hạng nặng. Xin quý vị mau tới hiện trường. Các cảnh sát đã tuần hành chú ý, số 30 đường Cảng Loạn xảy ra một vụ đánh cướp, bọn cướp có súng đó. Chúng tôi biết rồi. Xin lập tức đến hiện trường. Biết rồi. Chạy đi. Anh đại đi. Đi lên. Xin gọi tổng đài. Chúng tôi đã đến hiện trường rồi. Anh Quân, xe cảnh sát tới rồi. Hành động mau lên. Biết rồi. Xong chưa? Xong rồi. Anh Tuyền à, chúng tôi theo cầu thang đi. Chúng tôi sẽ gặp hai mục tiêu. Chuẩn bị. Xong rồi, cắt bánh đi. Ok, tôi hy vọng thiên hạ thái bình. Tụi mình đồng tâm hợp lực để bảo vệ cho Hồng Kông được yên tĩnh và phồn vinh. Đúng rồi. Ba nuôi à, cầu nguyện nói là không có linh đâu. Đừng sợ, ở Hồng Kông là một nơi có phước, đâu có gì cấm kỵ. Đúng vậy. Ra đây. Cái chỗ đó đi. Để lên. Tụi nó có AK đó. Tuổi rồi đó. Ra coi có chuyện gì. Yes sir. Chuẩn bị. Tụi anh qua bên kia. Yes sir. Yes sir. Hey, cẩn thận nha. Hello.
có người bắn lén đó, phải chừng. Bọn chúng đã cướp đi hệ thống báo động của SCM, tài liệu của khách hàng và bản đồ bố cục truyền hình treo khắp nơi. Tổng cộng có bao nhiêu khách hàng? Ở Hồng Kông có tất cả là 384 ngân hàng, 562 tiệm vàng. Còn có những công ty khác cũng vào khoảng 400 công ty. Nếu lần này chúng ta có muốn điều tra tài liệu của khách hàng, tôi nghĩ chắc là phức tạp lắm. Tôi hoài nghi lần này có lẽ là bọn dòng lớn chuẩn bị một cuộc hành động đánh cướp liên tục. Tôi đã liên lạc xong với các hành cảnh quốc tế ở Trung Quốc rồi. Họ hứa sẽ cung cấp tài liệu của dòng lớn. Đúng 12:45 chuyến xe sẽ đến ga xe lửa Hồng Âm. Ủa, sao đến nhanh như vậy? Cô tên là Dương Kiến Quê, lần trước có hợp tác với mình rồi, rất là hăng hái. Nhưng mà lần này cô đến chỉ là cung cấp tài liệu mà thôi, không có tham dự bất cứ hành động gì. Phải làm cho tốt quan hệ giữa đôi bên. Hả? Yes sir. Yes sir. Huê, cô rất xinh đẹp đó. Goodbye sir. Ê, gái đẹp đó nha. Có người nào mà chú Tiêu không nói đẹp đâu, mày cũng tin sao hả? Chào người đẹp. Chị Minh nè, để tôi rước chị Minh được rồi. Không cần đâu, gian nan cùng chịu mà. À, xin lỗi, cô có phải là Dương Kiến Quê hay không? Tôi không phải. Xin lỗi. Cô có phải là Dương Kiến Quê không vậy? Tôi không phải. Xin lỗi. Sao lại vậy chứ? Người này mà cũng hỏi. Cô có phải Dương Kiến Quê không? Không phải, anh làm rồi. Xin lỗi. Thanh tra Lý Quang Minh hả? Dạ phải, cô là cô Quê hả? Quang Minh, Quang Minh. Xin lỗi nha, vì hồi nãy tôi bị kẹt xe cho nên tới trễ. À, trộm cướp Hồng Kông làm việc gì cũng chờ anh. Không phải đâu, tôi bị kẹt xe thiệt mà, tôi xách cho. Khỏi cần, tôi xách được rồi. Bộ xếp Tiêu không có nói cho anh biết dáng của tôi như thế nào hay sao? Có, ông nói cô trẻ đẹp và còn tài giỏi nữa. Tài quan sát của anh rất là tỉ mỉ. À nè, để tôi giới thiệu người hợp tác với tôi, Quách Tiểu Long. Đây là cô Dương Kiến Quê. Chào cô Dương Kiến Quê, kêu tôi là Tiểu Long được rồi. Xe đậu bên kia kìa. Vậy mình đi. Ê, khoan ghi số xe đó. Chết thay à, đừng có phạt. Chết thay à, đồng nghiệp mà. Đồng nghiệp cũng không biết làm sao đây à. Giờ tôi ghi hết rồi. Quê, quê. Cảnh sát Hồng Kông làm việc cũng rất nhanh, lại không thể đút lót được. Thôi, lên xe đi. Lên đi. Mời. Tôi ở chỗ này, còn cô bên kia. Mỹ à, tụi anh về tới rồi. Em Mỹ. Em nói về sớm để dọn dẹp giùm em mà. Xin lỗi nha. Anh Mỹ à. Anh Minh. Tiểu Long giúp anh đi công tác mà. Để tôi giới thiệu, em gái của tôi tên Mỹ. Tôi tên Dương Kiến Quê. Quang Nghiên, chào cô. Em cười cái gì? Đừng có vô lễ nha. Em cười cái gì? Còn không dọn đồ qua phòng bên cạnh. À, chỗ này hồi trước là em Mỹ ở, cô thấy sao hả? Rất là đẹp. Xin lỗi nha, làm quấy nhiễu đến cô. Thôi, xin được cô khách sáo, anh của tôi hả, rất hiếm có bạn gái như vậy để mà đến quấy nhiễu tôi. Hey. À, phải rồi, anh chị cứ việc tự nhiên đi nha, tôi còn phải đi dọn đồ qua phòng bên cạnh nữa. Chị cứ coi chỗ này như là nhà của chị là được rồi. À, nếu như chị có cần đến tôi thì cứ la lớn lên là được. Em gái của tôi chú giá hoài à? Đâu phải, rất dễ thương. À, cô cứ tự nhiên nghỉ ngơi nha. Cảm ơn. Mỹ à,
Mỹ. Anh hai, sao anh trở lại phòng bên này mang như vậy? Em làm gì thì làm, đừng có dẫn chờ bậy bạ nha. Bây giờ em thành thật nói cho anh biết, con gái có chất lượng cao quý như cổ không phải là thường có đâu, huống chi còn là đồng nghiệp. Thế đúng rồi đó. Mắc mấy gì mày? Em đổi tính hồi nào vậy? Thường ngày không phải em đòi hỏi cao sao? Nói tóm lại, lần đầu tiên em thấy cô ta thì thấy cô ta rất hấp dẫn. Nè, mũi thì cao cao, mặt thì hơi dài dài, là tướng diện phu rất là xứng với anh đó. Người ta chỉ đến làm việc thôi. Vậy thì phải rồi, làm việc có thể bồi dưỡng tình cảm. Đừng có nói em gái của anh chê bai anh nha. Con gái ở Hồng Kông kiêu căng như vậy làm sao anh kiếm được? Như cô quê này thì xứng với anh lắm. Cô ta rất là ung dung, là nhã nhặn. When is your expert in underground explosion arriving? Nó nói gì vậy? Thằng nói pháo dư gì nào đến? The problem to test, okay? He'll be here in 2 days with all the explosive you need. Good. For you. I will call you later. Bye-bye. Nó đó. Người này là tội phạm truy nã của nhà nước. Hồi trước hắn làm trong quân đội của Việt Nam, thuộc về bộ đội biệt kích. Hắn từng bị hiềm nghi buôn lậu súng ống và dẫn người ta đi vượt biên. Hắn có liên lạc với tập đoàn giúp người vượt biên ở Hồng Kông. Người phụ trách tên là Xà Đầu Bính. Xà Đầu Bính? Tôi có tài liệu của hắn. Chị Minh à, để tôi bắt hắn về hỏi cung nha. Được. Tôi cùng đi với anh. Xin lỗi, cô đến đây chỉ cung cấp tài liệu, còn chúng tôi phụ trách hành động. Nếu rửa khi hành động gì bọn phỉ đồ, tụi anh không biết mặt hắn là ai, nhưng tất cả tài liệu đều ở trong đầu óc của tôi. Bộ chú Tiêu không có kêu tụi mình hợp tác như vậy sao? Ê, bắt thêm cặp tôm hùm bỏ vào đây đi. Muốn bắt thêm vài con tôm nữa không? Được rồi. Cảm ơn anh. Nè anh Minh nè, đến ăn đồ biển hả? Phải Tùng, tôi dẫn hai người bạn tới ăn đồ biển. Được. Xà Đầu Bính ở đâu hả? Nói cho tôi biết đi. Anh nè, hai chị tự nhiên nha. Để tôi bắt con cá mú cho anh. Bán giá anh chào đi. $1.50. $1.50, sao mắc vậy? Thì khí hậu không có tốt, không bắt được cá lớn lắm. Tôi không quán mắt cho anh đâu. Vậy bắt cho tôi con nhỏ được rồi. Hồi sáng này tôi thấy nó lái thuyền máy ra khơi. Chắc là có khách tới. Có biết chừng nào nó về không? Có lẽ là một lát nữa. Tôi chỉ biết có bấy nhiêu thôi. Quên, anh có lộn không đó? Sao con lớn vậy? Con này được rồi. Ý cha, sao lớn vậy? Anh còn trẻ ăn hết mà. Cái món khác để tôi lo liệu cho. Đi kiếm chỗ ngồi đi ha, theo tôi. Quỳ, có phải hợp tác xã không? Cứ ăn đi, nhà nước trả tiền mà. Các vị ngồi bàn này nè. Ở bến tàu bên kia, anh cha mặc áo trắng đó là kẻ canh gác nha. Ê, để mình trả đến đây. Quỳ, cặp bến rồi kìa. Tên nào là Xà Đầu Bính? Cái thằng mặc Âu phục. Còn cái thằng mặc đồ xanh chắc là kẻ vượt biên. Cô có tài liệu của nó không? Không có, chưa từng thấy. Còn bộ tướng của nó như là kẻ đã từng làm lính. Tôi nghĩ trong cái túi da đó chắc là có súng ống. Chị Minh à, để tôi xét cho, không được. Phải theo dõi nó, biết đâu coi được cá lớn. Bồi à, tính tiền. Tiểu Long, gọi về phòng tài liệu hỏi coi. Tôi là DVT 26168, tôi muốn điều tra tài liệu.
Anh Tuyên. Anh Phong. Đây, anh em không mà cần gì phải làm vậy? Số tiền này chưa cho anh em xài đi. Cảm ơn anh. Cảm ơn gì? Tất cả lưu bạc kiếm được mà. Nếu như không có anh chỉ huy, số tiền này chắc là tôi không thể hưởng được. Nhờ anh cứ liên lạc đó. Tụi mình đều là anh em mà, có phú thì cùng hưởng, có quả thì cùng chịu, phải không? Anh Quân à. Nè, cảm ơn. DVC 26168. Hồi nãy anh muốn cho số xe DC 660. Chủ xe là Đặng Vĩ Cường. Địa chỉ là tầng thứ 8, nhà số 39 đường Hoa Sa, Bắc Giác. Không phải là xe bị ăn cắp. Over. Tiểu Long, gọi về sở, kêu tất cả anh em tới đây tập hợp. Biết rồi. Cô Quê, cô ngồi ở đây, đừng có đi đâu nha. Ê, cô Quê à, cô đâu vậy? Tôi mua báo. Tôi DVC 26168. Báo cho cô tạp chí làm ơn. Tôi đi chung với anh. Đừng có giỡn chơi nha. Lấy cô nào? Cô nào cũng được. Những chuyện này không có hợp cô làm đâu. Ở Đại Lục tôi cũng làm công tác. Tôi biết ở Đại Lục thì cô giỏi, nhưng mà ở đây là Hồng Kông. Ê, 30. 30 hả? Cô phải nhớ là cô đến đây chỉ là cung cấp tài liệu, chứ không phải là hành động đâu. Nha, chờ tôi chút nha. Thích Minh. Hả? Hồi nãy tôi đang mua, cô lại nói chuyện với tôi cho nên... Tình trách như vậy cũng đâu có sợ. Đưa tôi xem. Alo, chứ bên này còn trai gì nữa không? Ok, mày hỏi giùm tao, số 6 đường Quỳnh Y Trung, chỗ này là cái gì? Quê, tôi nói với cậu rồi mà. Quê, sao lại vậy? Thảo Dương, anh Phong. Anh Tuyền. Thảo Dương, có đem quà gì đến không? Những gì mình cần đều có hết. Mình qua kia đi. Mình là anh em với nhau, cần gì gấp như vậy? Nên nhớ, đừng tiết lộ ra ngoài nha. Anh đừng lo, xa đâu với tôi làm gì có bao giờ thất bại chứ. Tôi về nha. Cô Quê à, tôi. Quê, chú ý tầng 2, tất cả cửa sổ đều sơn đen. Tôi nghĩ chỗ này là ổ rắn đó. Tôi biết rồi, việc này để chúng tôi làm. Cô làm ơn lên xe đi. Một lát nữa có chuyện gì không thể bảo vệ cô được đâu. Trần Gia Câu nhầm là cái gì của anh? Là chủ binh của tôi, có chuyện gì? Sao nói chuyện giống nhau như vậy? Tiếp Minh à. Anh Phong, những món vật mà mình cần, chuyện nào mới mua được chứ? Anh đừng có lo, tới khi đó sẽ biết mà. Bảo Dương, có anh Phong chỉ huy thì anh cứ an tâm đi. DVC 26168, nhà số 6 đường Quỳnh Nghi Xung là một nhà bỏ quan. Over. Đội trưởng, có chuyện gì? Bị lộ rồi. Anh Tuyền, dẫn anh kêu anh Đảng anh Hiền lấy hàng rút lui. Anh Quân với tôi, tổ hậu. Nè lên đi. Dạ. Nè lên. Rồi. Nè, cảm ơn. Quê, ta đã bính ra rồi tính sao? Biết rồi, tôi biết rồi. Có chừng. Quê, đừng chạy nha. Đứng lại. Ê, mở cửa mau. Anh em nghe không? Nghe được. Nè, anh Phong, chiếu cố tập quân giùm tôi. Rút lui. Cẩn thận. Chuẩn bị.
Anh Phong, bây giờ làm sao? Rút lui. Mau lên. Bảo Dương, chuẩn bị xong chưa? Phong đạo xong rồi, bây giờ đang ở đại sảnh. Thành Quân, rút lui. Biết rồi. Đừng có vô, nguy hiểm đó. Đừng mà. Quay. Bộ không sợ chết hả? Tôi thấy một người cầm AK-47 đến lên lầu. Nó có máy bộ đàm, thấy cách nó cầm súng, đoán chắc nó là quân nhân. Nhưng không biết cái trển cậu có bao nhiêu người. Vậy bây giờ tính sao đi? Sao đây? Xong chưa rồi chưa? Một cái nữa. Mau. Tụi anh chừng nào tới? Sắp tới rồi. Kỳ vọng đừng kẹt xe. Tiểu Long, anh đi vào cửa sau, chúng ta lên cầu thang. Không được, phải nghe lệnh tôi. Mày đi cửa sau, ta lên cầu thang. Yes sir, go. Đã xong hết rồi, đẩy lên. Đổ xuống. Rút lui. Bảo Dương, báo cáo đội trưởng, hoàn thành nhiệm vụ, xin cho chỉ thị. Chúng nó mới lên hồi nữa, chờ lát nha. Chuẩn bị. Biết rồi. Em quên. Mục tiêu xuất hiện, đội trưởng sẽ ra lệnh. Đừng có bấm. Tại sao? Bảo Dương, đừng có bấm. Đội trưởng, xin lặp lại. Chút luôn bao. Chủ tiêu. Bấm nổ đi. Không được, chưa có lệnh. Có bấm nổ. Không kịp rồi. Chạy mau. Em quý. Rút lui. Bắn chết tụi nó đã. Không được, đây là lệnh. Rút lui. Đứng nghiêm. Quê, anh kiếm gì đó? Tất cả cầm xuống. Bên ngoài có nhiều cảnh sát lắm đó. Đội trưởng cho chị đi. Anh kiếm cái gì đó? Tôi làm mất băng đạn rồi, kiếm gì đi. Ở Dương, chút luôn nào, tôi sẽ thưởng nha. Mẹ kiếp, quyết chiến với tụi nó. Phải. Mau kiếm giùm đi. Tôi kiếm được rồi. Ném qua tôi. Quăng cái súng qua đây. Ném cái băng đạn qua cho tôi, mau lên. Mau quăng cái súng qua đây. Wow, cô thiệt là. Thank you.
Huyên, cầm nó về. Yes sir. Cô ấy có sao không vậy? Không sao. Chuyện gì có thương? Yes sir. Khỏi cần. Hồi nãy cái tông sửa tôi quá nặng tay với anh. Xin lỗi nha. Nếu mình chưa hợp tác, tôi nói cũng không. Cho tôi đi thuốc. Nếu chị nói cho tôi biết mục đích tôi xuống đây lần này và địa điểm đồng đảng của anh, tôi sẽ xin giùm anh chứng là người chứng minh khống cáo. Tôi sẽ xin tội giùm cho anh, chỉ tố anh nhập cảnh phi pháp, chỉ giải vào nguyên quán thôi. Tôi khỏi bị ở tù thật sao? Ừ. Ê, mẹ kiếp anh. Cái gì? Ừ, chảy máu rồi à? Ê, gọi ta đánh tôi đi, đánh đi. Tôi khốn nạn. Hôm đó chúng tôi căn cứ theo tài liệu mà cô quen này cung cấp, theo dõi một đám người vượt biên từ Chí Công cho đến trường đua ngựa nhà số 6 đường Quỳnh Đi Trung. Lúc đó chúng tôi còn chưa biết đó là đại bản danh của bọn chúng. Ban đầu thì bọn chúng dùng AK-47 và còn có đặt bom ở khắp nơi trong nhà nữa, cho nên chúng tôi lập tức bắn trả lại. Anh Phong à, cô này tức là hành cảnh đó. Anh làm như không biết gì hết nha. Chính là bọn cảnh sát này đã giết chết thằng Quân đó. Bọn phỉ đồ chúng nó rút lui cũng rất là nhanh lẹ. Chúng nó còn dùng AK-47 bắn loạn xạ vào chúng tôi. Không bao lâu bọn phỉ đồ bắn hết đạn. Lúc đó thành trợ lý lập tức nhảy bổ đến vật lộn với phỉ đồ. Tao phải bắn chết hết tụi mày. Đi, lên sở cảnh sát bắn chết hết tụi nó. Anh Tuyên, buông ra, buông ra. Tôi chỉ có đứa em thôi cũng bị tụi nó giết chết, làm sao không xúc động chứ? Mối thù này mình không quên đâu, nhưng mình phải cứu phó Dương Đà trước. Nếu là hôi chuyện lớn thì làm sao đó đồ dân quân đi. Xin tôi đi. Anh Cử, anh đi hỏi thăm coi có muốn làm ăn nào lớn không. Hôm nay rất cảm ơn cô. Còn nói nữa. Phải cảm ơn mà. Ngủ ngon. Ngủ ngon. Ngủ ngon. Ngủ ngon. Anh nói cho nó biết, đừng tưởng dùng chút tiền có thể mua chuộc được mình, biết chưa? Kế hoạch này không thể bỏ dở. Ông biết nghe đang nói gì. I planned this job for many years. I won't let you guys screw it up. I don't want to be caught. You guys are all over the news. Ông sợ phá hoại kế hoạch của ông. Đã có vấn đề của tôi bị chết thì chuyện này, bây giờ ông chỉ bỏ cuộc hả? Còn vấn đề của tôi bị bắt trước khi có hành động, tôi sẽ cứu anh ra, không cần lo. Còn số tiền này tôi không lấy đâu, nhưng mà sau khi làm xong cái vụ này, phần của tôi ông phải trả cho tôi trọn vẹn. Nhớ rồi chứ? Why should I trust you anymore? Ông nói không tin tụi mình ở đâu. Ông không phải không biết, ngoài trừ bọn tôi ra
không ai có thể hoàn thành chuyện này. Chờ tin đi. Alo, tôi muốn nói chuyện với cô Dương Kiến Quê. Xin hỏi ông là ai? Tôi là Trần Phong. Chờ lát nha. Cô Quê à? Cô Quê, có một người tên là Trần Phong kiếm cô nè. Cảm ơn. Alo. Alo. Trần Phong. Anh Quê hả? Anh đang ở đâu vậy? Anh đang ở dưới chỗ em. Anh rảnh không? Xuống đây. Được. Bây giờ xuống nha. À, anh chờ em nha. Cảm ơn. Tôi có chút việc phải ra ngoài. À, cô Quê à? Hả? Tối nay cô có về ăn cơm không? Khỏi cần chờ tôi. Em Quê. Anh Phong. Em càng ngày càng đẹp. Trẻ của anh đó hả? À, ừ, của bạn anh. Lên xe đi. Bây giờ anh phát triển cũng rất khá. Coi mọi Hồng Kông rất là thích hợp với anh. Có thể nói như vậy. Ở đây có nhiều cơ hội. Em còn nhớ lý tưởng của anh không? Nhớ chứ. Anh nói anh sẽ trở thành tỷ phú, sau đó áo gấm về làng. Còn nữa, ngày anh lên đường em có đến trạm xe lửa, nhưng xe đã lăn bánh rồi. Em không có nghĩ đến sau này còn gặp anh. Chắc em này hiểu được tính của anh. Khi anh đã nói rồi thì anh sẽ thực hiện. Anh cứ nghe em nói, em có thể sống bên Mỹ. Không bao lâu nữa anh với em sẽ sang bên Mỹ. Lần này em đến đây là đi công vụ. Em giờ suy nghĩ kỹ đi. Trước khi về đại lục, trả lời cho anh biết. Hả? Em không có sao chứ? Là em hả? Sao trở về sớm vậy? Tiểu Long kêu em trở về sớm để mà giúp việc cho anh. Anh à, anh có tình địch rồi hả? Cái thằng Tiểu Long này thật là lẻo mép. Vậy anh phải cố gắng đi, đừng có để thua cho người ta. Nói bậy đi. Em đi đổ rác giùm anh. Mời vào. Chị Quê. À, em Mỹ. Đi mua đồ hả? Phải rồi. Chào. À, anh là Trần Phong, là bạn của tôi. Hi, chào. Hello, chào anh. À, anh hai của tôi. À, Lý Quang Minh. Trần Phong. Cô Quê, tối nay ở đây ăn cơm đi. À, lát nữa sẽ quyết định. Bye bye. Bye. Bye bye. Người tình địch này thì là tướng tú khôi ngô. Là kình địch đó. Em suy nghĩ giùm anh coi ăn cơm ở đâu đi. Chị Quê nói là còn chưa quyết định, chưa chắc là đi với nhau đâu. Họ không đi thì mình đi thôi. Em có uống trà sữa không? Không uống, anh uống đi. Anh đã pha nhiều lắm rồi. Vậy thì tự mình anh giải quyết đi. Để anh hỏi coi cô Quê uống không. Thôi, anh hai của em còn rất tỉnh táo đó. Anh Phong, uống coi có vừa miệng không? Em pha trà sữa, vừa thơm vừa ngọt. À, có cái này phải trả lại cho anh. Hôm đó em đến trạm xe lửa định tặng cái này cho anh, nhưng mà xe đã chạy mất rồi. Để anh xem. Ủa, là quy chương vinh dự tối cao mà. Em tặng cho anh đó. Là vinh dự của em đó. Anh không lấy được. Nhưng mà lần đó nếu không có anh. Anh nói cho em thời gian suy nghĩ mà. Có khi làm việc mà suy nghĩ quá nhiều sẽ hư gì không chừng.
Có người tới. Tôi đã pha trà sữa, mời cô uống. Mời anh vào. Nè, uống thử trà sữa tôi pha coi. À được, cảm ơn. Trà sữa cô pha tủ nhiều rồi. Để tôi thử trà của anh nha. Ừ, quả thật là ngon đó. Cảm ơn. Ừ, ngon thiệt. Cái này là cái gì đây? Đây là huân chương vinh dự tối cao của công an, phải tặng cho Trần Phong. Đâu phải, của kiến quyền mới đúng hơn. Thì ra anh Phong cũng là công an hả? Không phải, tôi không phải công an. Hồi trước tôi là quân đội của Việt Nam, sau đó tôi lên đại lục. Bây giờ tôi đang làm việc ở Hồng Kông. Vậy cái huân chương này là của ai? À, chuyện này dài dòng lắm. Không sao đâu, tôi có rảnh mà. Anh Phong à, nói tôi nghe coi. Được. À, anh Minh à, có thuốc vậy? Anh chờ chút, tôi lấy ngay. Cảm ơn. Tiếng gì vậy? Rồi có gì? Thằng cảnh sát khốn nạn này là cái gì của cô? Nói mau! Nói mau! Nói mau! Không thì giết chết bây giờ! Ê! Chết đi! Cứu tôi với! Cứu tôi! Khốn nạn còn la nữa hả? Chết đi! La nữa hả? Là Mỹ đó. Tiểu Tiêm, buông cô ra. Đừng buông tới. Buông cô ra. Tiểu Tiêm, đừng buông tới. Quăng cây súng qua đây nếu không tôi bắn nó. Được rồi. Mau quăng qua đi. Đừng có hành hạ cậu nha. Đau quá hả? Em Mỹ hả? Mày giết em tao, tao phải trả thù cho nó. Chị Liêu, chị Liêu, nó chạy qua bên kia rồi. Thưa ông Trần, làm phiền ký tên. Ký tên hả? Ký đây hả? Sếp Minh, anh có sao không? Không sao, chút đỉnh thôi. Ừ. Cô Mỹ thế nào? Cô Mỹ cũng không sao, bị thương nhẹ thôi. Có thể lọt bên cạnh cổ. Ừ. Anh Phong, cảm ơn anh. Đừng cả sáu mà. Tôi không hiểu tại sao người đồng ý anh vậy. Lần trước chúng tôi theo dõi mà bọn cướp và giết chết một tên. Có lẽ đồng đảng của nó đến trả thù. Cô Quê, có tài liệu phát cho cô. À, cảm ơn. Pháo dương. Pháo dương? Bộ anh Quê biết nó sao? Hồi trước ở Việt Nam, nó là bộ hạ của anh. Nó bị phạm tội hả? Lần trước tụi tôi đi đánh bọn cướp bắt được nó. Cái thằng này hết sức ngoan cố, đánh cách nào cũng không chịu khai. Nó có một lời đặc biệt. Tra khảo, chưa chắc nó khai đâu. Vậy anh có cách gì không? Có thuốc lá không? À, có. Cảm ơn. Cảm ơn. Hồi trước có lần tôi cứu mạng nó, không chừng tôi có thể giúp các người. Chuyện này để tôi xin ý kiến cấp trên đã. Tôi dẫn bạn của anh đến gặp anh. Bảo Dương, anh quên tôi đã. Đội trưởng. Quê, tại sao đánh người ta vậy? Ở đây là Hồng Kông, không thể đánh tội nhân đâu. Tại sao điên cướp? Đội trưởng, tôi sai rồi. Hay là tụi mình ra ngoài để hai người nói chuyện với nhau đi. Khỏi cần. Vậy tôi ở bên ngoài chờ tụi anh. Đội trưởng. Tôi không còn là đội trưởng của anh hồi trước nữa.
sếp Minh là bạn của tôi. Nếu anh chịu hợp tác với cảnh sát thì sếp Minh sẽ xin qua tòa giảng tội cho anh. Chứ anh làm nhân chứng Minh không cáo. Anh muốn tôi giúp như thế nào? Đúng vậy. Sếp Minh à, cho một cái thuốc đã. Anh hãy cho tôi biết đồng đảng của anh ở đâu và cho biết bọn họ muốn gì. Tôi nghĩ tôi sẽ giúp được anh. Tôi không biết bọn họ đang trốn ở chỗ nào. Lần này tôi đến đây là muốn đánh cắp năm tiệm Kim Hoàng. Tiệm đó hình như là tiệm Kim Hoàng Tứ Mỹ. Được, anh chờ tin của tôi đi. Đội trưởng, thuốc này anh lấy đi. Nếu đốt thuốc thì kêu họ. Cảm ơn. Đã chạy 4 vòng rồi. Bây giờ đang quẹo vào đường Hà Đăng. Over. Chấp nhận. Over. Biết rồi. Ở trong tiệm nó có cái răng. Over. Có 4 người. Tất cả nhân viên phải tiếp tục theo dõi. Tôi vào đó xem cho kỹ coi có mặt xám gì không. Tôi sẽ lấy cái báo của tôi làm dấu hiệu với tụi anh. Nếu tôi nói tôi trở về nhà, tức là có vấn đề, thì lập tức rút lui, có hiểu chưa? Qua thì sao? Trong mình tôi không có súng, bọn mặt xám không có làm gì được tôi đâu. Nếu tôi gọi ông xã ơi, tới coi giùm em coi, thì tụi anh lập tức chạy bộ vào, có rõ chưa? Ờ, hiểu rồi. Hai bà chủ, hoan nghênh bà chủ đến tiệm của tôi. Hoan nghênh. Cảm ơn. Ê! Wow, sao giúp ta này lớn quá rồi. Xe đi. Xe này nhỏ quá à. Ơi, sao phiền quá vậy. Em tự chọn đi. Làm phiền. Nè, chờ em đi với. Sao bà ngẫu nhiên vậy? Vậy? Sao bà giống Stallone quá vậy? Chắc là cái à. Chắc là mặt thám. Mình phải thử coi. À, sao bà mặc áo này giống áo thường quá vậy? Hay à, cái game này đẹp thiệt đó. Đẹp hả? À? Nè tôi cho bà nè. Ây à, chết tôi rồi. Ây da, bông tay tôi rớt rồi. À, tôi kiếm giùm bà nha. Ủa, sao có trái cam ở đây vậy? Được rồi, đây nè, đây nè. Được rồi hả? Ây da, cái đồ bông tay cũng cười vậy à. Được rồi, đồ giả vậy. Hả? Ây da, đây nè, cái kim của đồ giả. Ây da, đúng rồi. Cái kim đó, nó là đồ giả. Kim vô là bị gãy liền à. Ây da, hả? Tại sao có móng tay dính ở đây vậy? Có phải của bà không? Đâu phải, mà móng tay tôi còn nguyên nè. À, vậy hả? Vậy để tôi kêu chồng của tôi vô đi mua nữ trang giùm tôi nha. Phải, kêu vô đi mua đi. Alo, ông xã hả? Mau vô đây đi. Hả? Ê! Hay phải rồi, thiệt là đẹp đó. Thiệt là đẹp đó. Ê, trở về nhà đi. Ê, ủa, kêu vô vậy? Chạy đi. Đứng lại. Bà Bỉnh. Ở đây giải quyết xong rồi. Chú Tiêu qua không phải mục tiêu chú đâu. À, cái gì? Kêu tôi qua Mỹ à? À, giờ tôi về sẽ nói nha. Qua bên Mỹ. Sếp Đồng gọi anh Tinh. Tinh nghe đi. Tình hình bên ngoài thế nào? Tất cả như thường. Cẩn thận nha. Yes sir. Over. Sếp à, ngoài kia khói mù mịt à, không biết xảy ra chuyện gì. Có khói hả? Phải. Sếp Quỳnh, tôi ra ngoài coi đó. Được rồi, đi. Anh dẫn tôi đi. Là thức kìa.
Coi chuyện gì? Dạ sao? Cháy nhà rồi! Thưa bố người ta, cứu tôi với, cháy nhà rồi! Cháy nhà! Anh Long, ở hành lang có khói. Thông báo của đơn vị, lập tức chuẩn bị. Mọi lên! Yes sir! Đi bất cứ người dân đó, quán thủ lên, đi đó đi. À được, đi 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 đi. Anh xuống ngang qua bãi đi, yes, đi. Để tụi đánh chết nó, chạy. Xin lỗi người thủ trưởng, sáng mai tôi sẽ lập tức làm bản báo cáo trình ông. Dạ, tôi sẽ. Chú Tiêu, chuyện này tôi... Chuyện này cô đừng nhúng tay vào. Lần này rõ ràng là trúng kế điều hổ Ly Sơn rồi. Nhưng mà chú Tiêu à, tụi mình chưa đủ bằng cớ. Không có đủ bằng cớ thì kiếm bằng cớ. Lập tức sai người kêu Trần Phong về đây hỏi coi. Chú Tiêu, nếu như Trần Phong có tham dự, chú bắt nó về đây cũng không có hỏi được gì. Chuyện này dính dấp đến tôi, xin cho tôi cơ hội. Tôi đã biết tâm tình của cô. Chúng tôi đã hiểu biết quan hệ hồi trước của cô với nó. Cấp trên của cô và chúng tôi tuyệt đối tin rằng cô bị lợi dụng thôi. Cô không dính dấp gì tới cái vụ này. Cảm ơn lâu nay cô hợp tác với chúng tôi. Nhiệm vụ ở đây của cô đã hoàn thành rồi. Này Tiểu Long, tiễn cô quay về nhà để cô chuẩn bị rồi tiễn cô ra sân bay. Chú Tiêu, tôi không rảnh tiễn cô. Quang Minh, nhân viên bộ tài liệu đã chuẩn bị xong tài liệu của Trần Phong, đang chờ anh đó. Yes sir. Tiểu Long, cậu không đi hả? Yes sir. Cô quay. Cho ta tham gia điều tra, vì chuyện này đối với tôi không đơn giản là một công vụ đâu. Cô làm như vậy không có lợi gì với cô đâu. Khám phá không được vụ này đối với mọi người đều không có ích gì. Để tôi đối diện hỏi anh ta, nếu như Trần Phong thật có vấn đề, anh không gạt được tôi đâu. Chuyện của anh chỉ có tôi hiểu rõ hơn ai. Anh tin lời tôi nói đi. Tiểu Long, mày với Tiểu Châu với cô quay đi kiếm Trần Phong. Đừng có làm đứt mình nói này. Yes sir. Cảm ơn. Cô đi với Tiểu Long đi. Phó Dương thế nào? Ok. Vậy để tôi thông báo cho Roger tiến hành theo kế hoạch đã định. Bây giờ không nên xài điện thoại của công ty. Tôi muốn làm việc như thường. Xin hỏi Trần Phong ở đâu? Ở trong phòng đó. Xin hỏi Trần Phong ở đâu? Ông Trần ở trống. Ý cô hai à, không nên vô trống như vậy đâu. Cô hai à, không được vô. Cô chú à, không sao đâu. Cô tôi là bạn của tôi. Cô ra ngoài đi. Xin lỗi, có thể cho tôi nói chuyện với anh Trần Phong được không? Tụi mình ra ngoài. Em quê à, chuyện gì? Chuyện này có phải anh nhúng tay làm không? Không nói gì vậy? Pháo Dương bị người ta cướp giật đi.
pháo dương bị người ta cướp việc đi. Chuyện này có phải anh nhúng tay làm không? Anh nói đi. Em nghĩ là anh làm sao? Nếu như trong lòng em nghĩ như vậy thì em cần gì phải hỏi? Hỏi cũng thừa thôi. Em muốn nghe anh chính miệng nói với em. Được, anh nói cho biết. Anh không bao giờ làm sai việc gì, không làm gì có lỗi với em. Vậy được rồi, vụ án này em không nhúng tay vào nữa. Bữa nay em trở về Quảng Châu. Em quên. Nếu vụ làm ăn này thành công, anh sẽ trở về để đưa em qua Mỹ chung sống với nhau. Được, em chờ anh. Tiểu Long có nghe tôi nói không? Đang nghe. Anh theo dõi chiếc xe đang chạy ra cho tôi. Được. Ở đây, tôi vào trong. Biết rồi. Roger, tôi đã cứu anh ta ra rồi. Very good. You stay here. I'm gonna check out now. Okay. Alo. Anh Tư à, cái thằng nha, có bọn thám theo dõi đó. Nó giết thằng Mỹ, tôi phải hành động liền. Cái kia thì không kịp đó. Ở bên này tôi sắp đặt xong rồi. Biết rồi. There's a police back there. You go pick up the car and wait for us at the side door. Okay. Let's go. Thank you. Thank you. We've been followed. Người đứng tên công ty thuyền vụ này tên là Hà Cự. Chúng tôi hoài nghi nó lợi dụng công ty thuyền vụ này để che mắt người ta. Thực tế là chúng nó hoạt động buôn lậu. Theo tài liệu của cục thuế vụ, mỗi năm công ty này đều bị lỗ lã. Alo, Sĩ Minh. Chờ một lát. Tiểu Long, Tiểu Anh. Cảm ơn. Sĩ Minh. Alo, Tiểu Long hả? Có tin gì? Hà Cự chạy thoát rồi.
Tại sao để nó chạy thoát vậy? Nhưng mà tôi điều tra được người liên lạc với nó. Nói đi. Roger Davidson. Roger Davidson. Người ăn lê. Edward, anh tra tài liệu người này giùm tôi. Ok. Đã cắt đứt liên lạc của ngân hàng bên ngoài rồi. Biết rồi, chạy đi. Ngân hàng Thượng Hải Hồng Kông. Thank you, không có gì. Ê, cảnh sát thăm bà 38 tới rồi. Ủa, sao tới sớm vậy? Tiểu Long à, thì ra Roger là thiết kế sư của ngân hàng trung ương đó. Được rồi, để tôi điều tra. Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì? Ngân hàng trung ương chúng tôi bị ăn cướp. Mau tới ngay đi. Alo, mau tới ngay đi. Hợp tới ngay đi. Điện thoại gọi không được. Điện thoại gọi không được. Alo, alo. Gọi không được. Điện thoại của tôi cũng bị đứt rồi. Điện thoại đứt hết rồi. Chuông báo động cũng không reo. Tiếp tục liên lạc. Dạ. Ngồi xuống. DBC 26168 gọi xác minh. Bây giờ tôi đang ở đường ngân hàng, nhưng cửa ngân hàng nó bị đóng lại, không thấy đồng tình gì. Mày xuống xe xem coi có gì khả nghi không. Tao hoài nghi rô chờ lợi dụng hệ thống vi tính STM lấy được tài liệu ngân hàng trung ương rồi phá hoại hết các hệ thống giám sát. Chúng tôi đang liên lạc với ngân hàng, nhưng mà tất cả dây điện thoại và hệ thống giám sát đều bị cắt đứt. Nếu như trong ngân hàng có vụ đánh cướp thì tụi mình cũng không biết đâu. Tao đã cho người đi điều tra ký lục rồi. Cô Quyên, có tin tức rồi. Thằng cha Roger này đã thiết kế siêu kho bạc ở trong ngân hàng trung ương này. Anh nhìn chiếc xe đằng sau, người ngồi đằng trước có phải là Roger không? Chính là nó. Xin mình, Roger bây giờ đang ở ngân hàng trung ương. Trước khi tao tới đó, tụi mày đừng có làm kinh động tới nó nha. Chúng tôi biết rồi, tụi mình đi trước. Alo, alo, alo.
killed my man. Anh sẽ là gì? Tôi cũng muốn biết thôi. Don't worry. You and I cannot carry so much money. I guarantee you share. Hurry up, or it will be too late. Coi chừng bị phóng tay trên đó. Tình hình ở dưới thế nào? Tôi nói có đông người, còn bắn chết các hộ vệ nữa. Chờ xem cho kỹ đã. Sẽ bàn sao hả? Lập tức liên lạc giám đốc ngân hàng giùm tôi. Kêu ông lấy tất cả bản đồ của ngân hàng tới. Yes, sir. Everybody silence. Cooperate with me. Nobody get hurt. You, lady. No. Come here. No. Open the door. You two, go down to get rid of the guard. Hình như là có vấn đề. Tôi xem. The cops are here. Let's start plan B. Anh nói khu vực nào sơ hở? Tại sao bây giờ bị cảnh sát bảo vệ? You won't have been followed by the police. We won't be in a shit today. Không một mối tụi anh đâu. Là tụi mình bị cảnh sát theo dõi. Relax. This ventilation tunnel leads to the MTR maintenance dock. Excuse me. Now they have no way to come down. Get your men to blow a tunnel. We must be there before the maintenance car leaves the dock. Bao nhiêu gà? Bị bao dây rồi. Đặt mình lại cho nổ đi. Hả? À. Có đường nào đi đến kho bạc không? Không có. Tụi mình không phải chim bao chứ. Chim bao vậy cũng sướng thiệt.
Còn con đường này đi tới đâu vậy? Con đường này nối tiếp đến cả ống nước bố cục dưới đất á. Theo tôi được biết, chung quanh đều có sắt thép phong tỏa rất là kiên cố. Nếu muốn đặt mình làm nổ cũng cần phải có một thời gian. Có tiếng nổ. Anh giáo sư Mai, phải có người tiếp ứng mình không? Just go and grab your money. Nó nói gì vậy? Nói chuyện này tụi mình không cần biết, chứ cần đem tiền ra được rồi. Muốn lắng làm xong vụ này, thủ tiêu nữa nha. Anh Phong, phải ra tài trước mới được khiên tiền. Còn chỗ này là chỗ nào? Đây là chỗ sửa xe của Metro. Lập tức liên lạc Metro, lấy tất cả bản đồ tới đây. Yes sir. Bên cửa thấy có động tĩnh, sẽ qua coi. Được, đi coi. Yes sir. Tell him to get the explosive and follow me. Ông nói kêu lấy chiếc nổ đi theo đó. Đi đi. We got only 5 minutes. Follow me. Seven, sẽ qua kìa. Theo tôi đến trạm Metro. Rosie. Nói gì? Chào mọi người. I'll be back. Yes, sir. Anh Phong à, chạy mau đi. Anh Phong à, chạy mau đi. Anh cũng chạy đi. Không có được đâu, cái chân của tôi bị kẹt rồi. Tôi ra không có được đâu. Anh đuổi theo lấy tiền lại đi. Thằng khốn nạn Roger này. Tôi đẩy ra, chạy mau đi. Không có được đâu, tôi chạy không có được đâu. Anh giết chết nó cho tôi đi. Take the bag. Okay. Hey!
Lũ số khắp nơi ở hiện trường, mau lên. Mở lên, mở lên, mở lên, mở lên. Mở thám đi, mở cửa, mở cửa đi. Mở thám đi. Chúng tôi hoài nghi có bọn cướp trốn ở dưới metro này. Nhờ các anh giúp đỡ giùm. Mở xét qua coi đi. Chiếc xe này chạy đi đâu vậy? Tụi nó vào con đường ngầm này đi chim sa chuỗi. Có cách gì cản lại không hả? Xe công trình tụi nó khống chế. Anh sẽ coi chuyến xe ở chim sa chuỗi chạy ra rồi chưa? Chạy ra rồi. Chỉ còn cách nào cản lại tụi nó không? Có, những lúc cần thiết mới dùng được. Bây giờ cần thiết đó. Bọn chúng có vũ khí và chất nổ nữa. Đừng để tụi nó ở dưới đường ngầm. Sẽ mình nó lùi trở lại kìa. Anh này ở đây, còn anh theo tôi. Yes, sir. I give you all the money. You see? Give you all the money. Don't kill me. Anh đừng có tại bị mất mạng. Mày tưởng có tiền chủ được hả? Hả? Đứng im. Shoot me. We die together. Trần Phong. Anh đừng có bước đi. Trần Phong. Tại sao lại gạt tôi? Anh bắt đầu chỉ mới gạt em. Anh tưởng là... Tưởng là cái gì? Anh tưởng cướp của giết người là có thể làm được tỷ phú, mặc áo gấm về làng. Anh giữ tiền của người ta, anh sẽ được sung sướng sao? Chú Liêu, để xuống xuống. Chú ý người đàn ông. Anh muốn làm gì? Anh không thể bị tổn suốt cuộc đời đâu. Em đi ra đi. Anh không muốn ngó thấy kết cục gì bây giờ. Chuẩn bị. Các người đừng có nổ súng nha. Những gì mà tôi không muốn thấy đã thấy hết rồi. Những gì mà tôi không muốn biết cũng đã biết hết. Anh đầu hàng đi. Tôi sẽ chờ anh. Chạy mau. Có tiếng nổ dưới hầm. Tất cả chú ý. Tất cả chú ý. Ở trên nóng sập xuống rồi. Mau chạy đi. Chờ nóng quay lại đi. Chạy mau. Chạy mau. Chạy mau.
Đây. Câu 00 2 3 7 6. Enter. Rồi, chọn cái góc màn hình cái. Sẽ qua bên này. Giờ sẽ copy ba thằng này lại. Rồi, copy. Rồi, bắt đầu lui. Vô ổ đĩa USB. Đây. Rồi, anh sẽ bắt con nó lại. Đấy. Yeah. Thằng này cũng rảnh, copy lại cũng quay. Quay chứ. Mình nếu người ta bảo mình copy gì vậy mình... là xong rồi đó. Rồi. Mình yes. Giờ sai chưa? Hồi này là chết BTS2G và sẽ vào bánh nhớ mà. Để em chẹp hai cái hình này. Có cách rồi. Anh sẽ chọc nguyên hệ điều hành này lại hết. Rồi mua cái phái này về không đầy vô là xong. Mua thật. Không ai, mua cái bò. Đầy vô. Mua bò trắng à? Ừ, bò trắng. Đầy chương trình nó giống cái quýnh á. Mày ra cho mày cầm chìa khóa qua như vậy. Làm gì? Mày cầm nơi chép copy từ cái này qua đây này. Đấy, chìa khóa kìa. Ô, chìa khóa là có USB. Lấy đi. Chứ nói người tao bảo mình lấy chìa khóa nhưng mà cứ lấy đi. Mày cái á. Kêu lại chìa khóa tới tường. Thằng tường tường nó mất chìa khóa gắm vô đi. Rồi. Sao nữa? Xong rồi. Xong rồi à? Là ra trong USB có rồi, nhưng mà không được chạy cái này nè, cái này có nè, xóa đi. Xóa nó đây đúng không? Không, này đặt lên. Này xóa đâu? Đây đúng không? Ừ. Yes. Cái này cũng có luôn nè. Ui lộn. Nè, mặc định chỉ có 3 phần này thôi.